Nhỏ đi đâu mà nhỏ bị khẩu trang với đội mũ với mang cặp thế? Ô, bây giờ là buổi tối mà. Buổi tối nhỏ cũng đi học à? Thế nhỏ đi học thì cô dạy nhỏ hát bài gì thế? Bác ơi. Bà ơi á, thế nhỏ hát nghe con nào, nhỏ hát mẹ nghe con.